Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa tiếp tục ở ngoài cái cánh đồng cỏ ở chỗ Sang mọi người. Có lẽ là hôm nay Sang với mấy đứa sẽ làm một cái video. Mà video này có lẽ là video mà tốn tiền nhất của anh luôn á mấy đứa. Tại vì Sang nhớ cách đây 5-6 tháng trước á, thì Sang có làm một cái khúc mà Sang nói với mọi người là Sang nhận được tiền từ cái kênh Sang TV á. Thì Sang nói với mọi người là Sang sẽ dành toàn bộ số tiền đó để mà cho hết nhóm của Sang và sẽ không giữ lại bất cứ ngàn nào cho mình hết cả. Thì cái số tiền của kênh Sang TV đầu tiên á, lúc mà Sang nhận á, là được 120 triệu. Thì dự định của Sang là mua bò tặng cho Tem. Thì sau đợt đầu tiên á, thì Sang đã mua được 4 con bò tặng cho 4 đứa nhóc. Đã tặng được một con cho ông Quỳnh, Dảnh, rồi Giang với lại Thái là 4 con nha mọi người. 4 con đó tổng cộng số tiền thì là 50 mấy triệu khi mà mua. Nhưng mà mua xong rồi về tiền chở về nhà mấy đứa, rồi tiền chi phí cho mấy đứa làm chuồng này kia, mua đồ ăn này kia cho con bò này kia thì đã hết hơn 65 triệu. Và sau cái đợt mua 4 con bò đó thì Sang có quay tiếp một cái video là Sang muốn lên trên anh Huân để mua bò tặng cho anh Huân với anh Nghĩa. Tại vì anh Huân với anh Nghĩa cũng là một thành viên trong nhóm của Sang thôi. Nhiều người hỏi sao là tại sao phải tặng. Nhưng mà anh Huân với anh Nghĩa có đôi khi lại đi quay còn nhiều hơn mấy đứa nhóc này nữa. Nên Sang muốn lên đó để mà gửi tặng cho hai anh. Nhưng mà hai anh từ chối không nhận. Nên Sang sử dụng cái số tiền mua bò đó để tặng cho hai anh hai cái điện thoại. Thì Sang cũng có nói trong video cho mọi người biết. Thì hai điện thoại đó thì cũng đã hết 10 mấy triệu, 16-17 triệu. Tổng cộng sau tổng cộng số tiền mà Sang sử dụng trong kênh Sang TV á, đã xài hết hơn 80 triệu nha mọi người. Một số tiền ban đầu là 120 triệu á, mà Sang đã xài hết 80 triệu. Là còn chỉ còn lại 40 triệu thôi. Nhưng mà cái số mấy đứa nhóc á, mà chưa có bò trong nhóm của Sang á, thì nó tận còn lại 5 đứa lận. Nên số tiền 40 triệu đó Sang không thể nào mà mua đủ số bò cho mấy đứa. Tại vì con bò hôm nay á, giá xăng nó lên, con bò người ta bán cũng lên mọi người. Một con bò lúc trước Sang mua chỉ có 13 triệu, 14 triệu. Con bò mắc á, thì cũng 15, 16 triệu thôi. Nhưng mà ngày hôm nay á, một con bò tận tới 19, 20 triệu lận. Nên số tiền còn lại là 40 triệu đó không đủ để mua toàn bộ bò cho mấy đứa. Nên hôm nay thì Sang vẫn đang để dành tiền, để khi nào mà đủ số tiền á, thì Sang mua bò để tặng cho mấy đứa. Nhưng mà hôm bữa Sang quay clip là xây nhà cho nhóc sâu á, thì có rất nhiều người bình luận nói là nói Sang thế này thế kia về cái vụ mua bò, tại sao không mua nữa. Sang rất là buồn luôn. Thật ra thì từ lúc mà Sang đi quay video đến ngày hôm nay á, Sang bị nói cũng như là bị chửi rất là nhiều. Nhưng mà đa phần thì Sang không quan tâm. Nhưng mà ngày hôm nay thì Sang cũng đã có gia đình rồi, Sang cũng đã có con rồi. Nhiều người thì nói những cái lời nó ác độc quá, nên thôi Sang cũng không muốn giữ lại số tiền này để làm gì. Không phải là Sang giữ lại ở đây là Sang giữ lại riêng cho bản thân mình. Ý của Sang là Sang muốn giữ lại số tiền 40 triệu này. Và Sang sẽ để dành thêm một ít thời gian nữa. Mỗi tháng sẽ bỏ ra một chút nữa, khi nào mà đủ số tiền mà mua cho toàn bộ bò cho mấy đứa nhóc còn lại, thì Sang sẽ sử dụng số tiền 40 triệu đó góp vào trong kia và mua luôn. Là ý là Sang sẽ bỏ thêm tiền để mua đó mọi người. Nhưng mà đến ngày hôm nay á, số tiền Sang để dành á, thì vẫn chưa có nhiều. Do Sang thì phải vừa phải xây nhà cho mấy đứa và vừa phải lo cho gia đình nữa. Nên cái số tiền để dành vô cái việc mua bò thì vẫn chưa đủ. Nhưng mà nhiều người cứ bảo này bảo kia. Nên thôi thì Sang có bàn với mấy đứa tối mấy ngày trước á, là mình sẽ sử dụng hết số tiền 40 triệu đó luôn ha, phải không mấy đứa? Dạ. Để mua thật nhiều con cua biển nha. Dạ. Để làm một cái bữa tiệc kiểu dạng như là ăn mừng. Tại vì dù sao mình cũng lãnh được số tiền ở trong đó rồi mà mình không có làm clip ăn mừng ấy thì cũng kỳ quá. Nên hôm nay thì mình sẽ làm một cái bữa tiệc phải gọi là hoành tráng nhất trong nhóm, trong kênh của mình từ trước tới giờ luôn. Và cũng như là một trong những cái clip mà tốn tiền nhất trong kênh luôn. Thì trong kênh của mình thì mấy đứa biết clip nào là clip tốn tiền nhất của mình không? Dạ, clip nào? Ăn cua. Ăn cua không? Clip xây nhà con Quỳnh là tốn tiền nhất nè.
Rồi tiếp theo là clip mua bò, tiếp theo là tới nhà clip của xây nhà nhóc sâu, và tới hôm nay là clip mua 40 triệu tiền con cua nha. Và đây là cái số cua mà Sang đã đặt mua hết 40 triệu nha mọi người. Cái số tiền này đáng ra là tiền mua bò, nhưng mà nhiều người nói Sang lấy tiền này kia nên thôi Sang mua hết luôn, nên mọi người cũng thông cảm và mong rằng mọi người hiểu cho Sang. Còn mấy đứa nhóc mà chưa có bò còn lại thì cũng đừng có lo, sau này nếu mà Sang xây nhà cho mấy đứa kia xong á, Sang có tiền á, Sang để dành có tiền á, thì Sang sẽ tính tới cái việc mua bò kia sau. Còn giờ thì mấy đứa biết trong thùng này là con cua gì không? Không đúng không? Tại vì con cua này là một con cua rất là đặc biệt mọi người. Là con cua nâu Na Uy hay là cua nâu Ireland gì đó, Sang thì cũng quên tên rồi. Nên giờ thì khui ra nha. Tổng cộng ở trong đây á, là 60kg cua. Con cua này là 600 mấy 700 ngàn gì một ký đó. Tổng cộng ở đây là 40 triệu 100 ngàn, 40 triệu 200 ngàn gì đó. Toàn bộ cái số này. Và tiền Sang phải thuê một chiếc xe chở từ trên đó về nữa, mất hết 2 triệu nữa mọi người. Nên tổng số tiền đã vượt qua luôn rồi nha. Là Sang mua cái đống này là hết 42-43 triệu mọi người. Thôi khui ra nè, Hùng khui đi Hùng. Rồi thì mình sẽ bắt đầu là khui nha. Khui hộp để xem là phía trong có con cua gì nha. Đúng không? Rồi khui 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 đi. Bên đây nữa Hùng. Ừ, bên góc nữa. Bên góc nữa anh. Đó đúng rồi, còn một cái nữa. Bên đây nữa nha. Cái thùng này thì người ta dán rất là kỹ luôn nha mọi người. Rồi khui lên. Đây nha. Đây là con cua phía trong. Rồi dở ra đi mấy đứa. Chắc về đây thì ôi, thấy không? Nhiều không? Rồi đinh thùng này xuống đi. Rồi đẩy lên cho nó rồi đinh xuống để nó chết. Con cua này vẫn còn sống luôn nha mọi người. Người ta bảo là chuyển về đây còn sống. Rồi đinh cái thùng này xuống khui tiếp con kia. Một thùng như thế này thì là 20 mấy ký nha mọi người. Rồi tôi tiếp thùng này. Để anh lấy cái hóa đơn cho mọi người xem. Rồi dỡ lên. Rồi đây là cái thùng tiếp theo nha mọi người. Đây, đây là con thùng thứ hai nha mọi người. Mọi người xem cái thùng này nè. Vẫn còn sống, vẫn còn bò nha. Ủa rụng can. Nè, cái con này đây, xin lấy một con lên cho mọi người xem này. Cái con này đem về đây thì mọi người thấy không? Nó vẫn còn cử động nha. Nó vẫn còn nhúng nhích đây này. Chứng tỏ con này vẫn còn sống, con này sống rất là dai luôn, nhưng mà có con bị gãy càng đây này. Thịt con này thì có màu đỏ đỏ. Rồi, thùng tiếp theo. Và đây là cái thùng thứ ba nha mọi người. Rồi dỡ nắp lên. Đây là thùng cua thứ ba nha. Đây. Mọi người xem mấy con cua này vẫn còn sống nha. Thùng này còn sống nhăn luôn nè. Đó, dỡ hết cái này ra cho anh coi đi mấy đứa. Đây, mọi người thấy cái con cua này không? Mỗi con này thì là gần 1 ký một con nha. Nó vẫn còn ngoe ngoẩy nè. Vậy là cua xong 3 thùng rồi. Vậy là nãy giờ Sang với mấy đứa đã khui xong 3 thùng con cua này nha mọi người. Và mấy đứa thấy mấy con cua này hoành tráng không? Quá nhiều luôn đúng không? Tại vì trước giờ Sang với mấy đứa cũng có làm nhiều clip ăn cua, nhưng mà chưa bao giờ thấy con cua mà nó kỳ như thế này, cũng như là nó nhiều như thế này nha. Mọi người có thể thấy là một con cua nó bự cái này này. Bây giờ thì mấy anh em mình xếp nó ra bên đây đi ha. Xếp toàn bộ con cua ra chỗ cái bãi cỏ cho này đi để xem là bao nhiêu con ha. Đáng ra cái Sang mua cái này thì nó có cái hóa đơn để cho mọi người biết bao nhiêu tiền, nhưng mà Sang làm rớt nó ở đâu rồi Sang không kiếm được nha. Sang chỉ nhớ là cái tổng cái số này là 60kg, con này là 670.000 một ký, là tổng cái này là 40.200.000 nha mấy đứa. Đó, cái hóa đơn thì một xíu nữa Sang kiếm sao. Rồi xếp ra hết đi mấy đứa, cứ một con này là 9 lạng tới 1kg, mọi người có con 1kg 1, 1kg 2. Đó, đếm đủ 60 con là đủ 60kg á. Rồi một con. Cái con này thì cái con có con màu nâu, có con màu đỏ nha mọi người. Cái con này người ta bảo là cua nâu á. Wow, quá trời luôn. Con kia sao mà nó bự vậy ha. Có mỗi con đó nó đỏ mà nó bự ghê. Mấy con này vẫn còn sống hết nha mọi người, nhưng mà do nó kiểu giống như là con cù thì của Việt Nam mình á, là nó không có nhúng nhích á. Đây này, mọi người thấy nó còn thở bóng không? Vẫn còn thở nha. Đưa đây cho anh. Cứ xếp ra đi rồi mình đếm sao. Ok hết chưa?
Đấy, con kia còn bò luôn kìa. Có con bò luôn kìa. Coi chừng nó kẹp nha. Đây, hết chưa bên Hùng, hết chưa? Hai con nữa hả? Đây mọi người xem cái đống cua của Sang với mấy đứa này. Ui, con này bò luôn nè. Đây mọi người thấy không? Dù vận chuyển rất là xa nhưng tới đây về vẫn là sống. Rồi giờ Sang sẽ đếm xem là đủ 60 con hay không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ủa nhiều vậy? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 con nha mọi người. Có lẽ là cái con một con á, có con những con mà 8 lạng, 9 lạng á, nên nó tới 70 con luôn. Thì con này bình quân lúc mà người ta cân, người ta nói với Sang á, sẽ là từ 8 lạng tới 1,2 kg nha. Những con nhỏ như thế này á, là sẽ là 8 lạng này. Đó, còn con to như vậy á, là 1,2 kg này. Con to này. Đó, đây là toàn bộ 40 triệu tiền cua của mấy anh em mình nha. Đáng ra thì phải có một cái hóa đơn để cho mọi người được xem, nhưng mà Sang làm mất rồi nên mọi người cũng thông cảm nha. Giờ thì số cua này nhiều quá, mấy đứa muốn làm cái gì? Luộc đúng không? Mà ăn thì chắc cú là ăn cũng không bao giờ hết đâu. Dự định ban đầu Sang với mấy đứa bàn nhau là sẽ luộc toàn bộ số cua này, xong rồi ăn vài con thôi, số còn lại sẽ mang đi để mà phát dòng dòng sớm của nhóc Quỳnh. Mấy đứa nhỏ mà giống như là nhà nào mà khó khăn thì phát cho mấy đứa nhỏ nó ăn thử cho biết, đúng không? Đó là tinh thần của mấy đứa là như vậy. Nên giờ thì chia ra nha, mỗi người đi kiếm củi, người đi rửa cua, mỗi người một việc. Mình sẽ cố gắng luộc xong rồi mình sẽ đi phát cua này cho nguyên cả làng luôn nha mấy đứa. Cho nguyên cả làng ăn cho thật đã luôn nha. Mình không ích kỷ gì với ai hết cả, được chưa? Sẵn sàng chưa? Và để luộc được cái đống cua quá nhiều này mọi người, 60 kg cua này á, thì phải có một cái nồi vừa vặn với mấy con cua ha. Là Sang chuẩn bị đây một cái nồi rất là to luôn. Cái nồi này là cái nồi luộc măng của mấy đứa mọi người, dùng để mà luộc măng để mà phơi khô bán á. Nên hôm nay sử dụng cái nồi này để luộc cua nha. Bây giờ thì cua này á, nó cũng khá là nhiều nhớt các mọi người, con này nhiều nhớt lắm. Nên giờ thì mấy anh em Sang sẽ xếp hết vô đây, xong mang ra ngoài suối để rửa sạch sẽ nha. Rồi mình mới đem đi luộc được rồi, xếp vô đi mấy đứa ơi, xếp hết vô, xếp cho gọn nha. Đó. Cái con này thì nó vẫn còn bò đó mọi người, mọi người thấy không? Vẫn còn sống hết luôn á, nhưng mà do dạng như cái loại này là loại làm biếng á, nên con bò còn không. Không biết là cái nồi này có luộc vừa hay không mọi người. Tận 70 con mới có mấy con rồi, là muốn hết rồi. Cái này chắc có lẽ là Sang với mấy đứa phải luộc hai lần rồi. Ôi không hết luôn, 3 lần luôn mới hết á. Cứ xếp được hết bao nhiêu thì xếp thôi. Đây, quá hoành tráng luôn mọi người. Cái con này không biết kẹp đau hay không ha. Ây. Nhìn cái càng nó cũng ghê quá nè. Ý là không biết nó kẹp đau hay không đây này. Mọi người thấy nó vẫn còn nhúng nhích không? Nó vẫn còn thở này, vẫn còn ngoe ngoẩy này. Không hết luôn hả? Vậy là cái kia bỏ vô lại thùng mút đi. Rồi mình đinh đi sao? Rồi giờ cái này thì thử hai đứa đinh thử coi. Quỳnh với lại Văn lên thử coi. Nặng không? Nặng. Nặng lắm đúng không? Dạ. Thôi giờ thì Sang với mấy đứa sẽ khinh toàn bộ cái này để ra ngoài suối ngoài kia. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới đem toàn bộ số cua mình ra bờ suối nha mọi người. Cái số cua hôm nay thì thật ra nó rất là nhiều luôn. Nên mình không thể nào luộc một lúc hết được mọi người. Nên Sang để một nửa ở phía trong cái thùng mút. Một hồi thì luộc xong một mẻ rồi mình luộc tới mẻ tiếp theo phải không mấy đứa? Dạ. Chứ cái nồi này thì nó còn nhỏ quá so với mấy con cua của mấy anh em Sang. Bên đây thì dạch nó đốt cho Sang một đống lửa ở chỗ này này. Ở đây thì có một con suối, mấy đứa thì nó tận dụng suối này để rửa cua nha. Nó sống không? Nếu mà bỏ xuống dưới nó sống nổi không ta? Đây này, sao rồi? Hả? Chết luôn hả? Con này nó sống ở nước mặn với lại nước lạnh đó mọi người. Nên khi mà mình bỏ xuống dưới nước ngọt á, mấy đứa bảo là nó muốn chết luôn. Nãy thì nó còn ngoe ngoải á. Đây này. Nếu mà cái con này kẹp thì Sang nghĩ là rất là đau á mọi người, tại vì mình xem cái càng của nó này. Đó, nó kẹp, ui, nó kẹp sát lắm luôn á. Bàn tay Minh luôn. Ui, thì nãy giờ Sang với mấy đứa cũng đã rửa xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì, ui, xích qua đây xíu để đổ nè.
Qua ra cho nó qua đây xíu. Rồi đặt lên cái nồi bếp của mình rồi luộc nha. Rồi đặt hết cua vô. Cho nó gọn gọn lại một chút. Nay thì Sang sẽ làm món là cua hấp bia nha. Rồi giờ thì mấy đứa khui bia. Ở đây thì 5 lon nha mọi người. Rồi chế vô. Mấy đứa nó sẽ chế hết vô trong thôi đừng sát sát xuống để nó văng ra hết. Giờ thì Minh nó sẽ chế chế lon bia cuối cùng nha mọi người. Đây là Minh nó đang làm mặt hacker á. Rồi đậy lại. Rồi vừa luôn ha. Này một một này thì Sang luộc 5 lon bia thôi nha. Mẹ thứ hai thì 5 lon nữa là vừa. Kiểu này giống như là ngồi nấu bánh tét phải không mấy đứa? Dạ. Tại vì cái nồi to quá mà. Ui thơm ha. Thơm lừng mùi bia luôn mọi người. Mọi người xem đây này, con cua nãy giờ Sang luộc chắc khoảng tầm 5 phút thôi. Thì nó cũng đã chết rồi nha. Ui nó rụng càng nhăn ơi. Cái loại này rụng càng, ui có con còn sống luôn kìa. Thôi đài lại nhăn ơi. Ui. Cái này lúc mình luộc á nó chưa chín á, mình đụng vô rụng càng nha mọi người. Sang làm rụng càng hết một con luôn. Bên đây thì mấy đứa nó vừa mới làm xong một căn chòi để núp nắng nha mọi người. Tại vì ở ngoài cánh đồng cỏ này thì mọi người có thể thấy là chỉ toàn là cỏ thôi, nên không có chỗ nào cho mấy anh em sang núp nắng hết cả. Nên phải tự dựng một căn chòi nhỏ nhỏ bằng mấy cái tấm bạc đựng cua khi nãy mọi người, để ngồi phía trong đây nha. Giờ thì phía trong đây mấy đứa nó đang chuẩn bị làm cái nước sốt cho con cua nha mọi người. Mặc dù là cua luộc nhưng một hồi thì Sang sẽ rưới nước sốt lên phía trên con cua á, xong rồi mình bỏ vô từng cái hộp nha mấy đứa. Dạ. Rồi đi phát tặng cho từng người. Nước sốt thì gồm có tỏi này, tỏi với hành, một hồi cắt ra mình phi lên xong rồi bỏ me vô trong nữa. Món này đơn giản nhưng mà có lẽ là sẽ là khá là ngon á, tại vì dưới quê chắc có lẽ là chưa ai ăn cái con cua này đâu. Giờ thì cho mấy đứa nó làm phần nước sốt nha. Còn Sang thì sẽ canh cái nồi cua này, kiểu dạng như là mình sẽ canh một nồi bánh tét vậy đó. Cái nồi cua á mọi người, nãy giờ thì Sang luộc cũng đã hơn 30 phút rồi nha. Phía trong cua thì mọi người xem này, thơm lừng luôn. Giờ thì mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Dạ, mình sẽ khui cái thùng ra để xem là cua mình chín chưa ha. Dạ. Đây. Wow, thơm. Ui. Cái con cua này mới đầu là nó có màu nâu nâu đúng không? Mà luộc lên thì nó sẽ có cái màu màu vàng cái này mọi người. Giờ thì Sang mở thùng kia lên coi. Đây này. Có tận 2 thùng cua luôn nha mọi người. Nên giờ dày như mấy đứa. Dạ. Mình sẽ luộc 2 lần nha. Dạ. Cái số cua này á, Sang sẽ gấp bỏ vô trong cái thùng ở đây. Rồi Sang mở này ra. Bỏ vô trong thùng này, đậy nắp lại cho nó nóng, để mà mang về tặng cho mấy đứa trong làng của mấy đứa nha. Mấy đứa nhỏ nhỏ trong làng á. Nên giờ thì mình sẽ gấp nha. Chín rồi quá. Cái con này nó nặng lắm á mọi người. Đây. Ủa sao nó có màu này rồi? Hồi nãy nó có màu vàng mà, sao giờ thành màu trắng rồi? Giờ sẽ gấp bỏ nó vô trong đây nha. Con này bị gãy càng nè, hồi nãy anh bóc vô á, gãy càng luôn. Ui con này thì to mấy lần con cua Cà Mau luôn mọi người. Một con 1 kg mà. Giờ sẽ gấp hết nó bỏ qua đây nha. Xếp gọn gọn lại. Vừa mới sắp toàn bộ số con cua nâu này vào trong một cái thùng mút như thế này nha mọi người. Cái này thì Sang đã luộc chín hết rồi. Cái này do lúc mình luộc á, cái con này nó còn sống, nên nó khi mà nước nóng lên á, nó ngoe quẩy với nhau á, thì nó làm rụng càng. Bây giờ thì cái thùng này á, mình thì sẽ không ăn hết phải không mấy đứa? Dạ. Nên Sang sẽ đóng lại, mang qua bên chỗ mát để cất nha. Cái này thì một hồi Sang với mấy đứa sẽ mang về để phát cho mấy đứa ở nhà. Mấy đứa mà trẻ em ở nhà mọi người, trẻ em ở làng á. Rồi, giờ Quỳnh với Văn bưng qua kia túp liệu mình bỏ bên đó đi. Thùng đầu tiên thì cũng đã luộc xong nha. Bây giờ tiếp theo tới thùng thứ hai. Rồi mấy đứa xếp hết cua vào trong đây. Không biết là có hết hay không. Mấy con cua này thật sự ra sống rất là dai luôn mọi người. Mình sử dụng cái nước cua luộc cái mẻ đầu tiên á, mình luộc tiếp mẻ thứ hai luôn nha. Đó. Cứ đặt hết luôn. Nó vẫn còn sống nè. Đó, con nào cũng còn sống hết mọi người. Ngoe quẩy luôn. Giờ thì mấy đứa nó sẽ đặt hết cái con cua vào trong đây. Sang sợ là phải luộc tới mẻ thứ ba nữa. Quá nhiều mà. Rồi xếp giữa nó, bỏ giữa nó. Ừ đúng rồi. Con nhỏ cho nó ở giữa. Mấy đứa ơi. Đây mọi người xem cái con này nó thổi bóng nè. Rồi cho mấy cái càng vô luôn.
hết không còn không? Hết rồi. Rồi hên quá, vậy là cái mẻ này sang với mấy đứa đặt hết luôn nha mọi người. Đây có mấy cọng cỏ mấy đứa nó nãy nó rửa, nó dính cái cỏ của cái đồng lúa này, lấy cái cỏ ra. Rồi vậy là xong rồi. Khui bia. Giờ thì mấy anh em sang sẽ tiếp tục hấp bia mẻ thứ hai nha. Rồi chế vô à, nhăn bẻ, đặt củi bẻ vô cho nhanh nhăn ơi. Đó, ui nó nhúc nhích kìa, cái con này nó sợ bia mọi người. Mấy đứa chế bia vô thì nó nhúc nhích nha. Ấy nó bò này. Đây. Mấy cái con này thì sống rất là dai luôn. Mặc đầu mới đầu thì sang đông đá đó, ở trong cái thùng kia thì đông đá, lúc mà đem ra đây thì phơi nắng vẫn sống, thả xuống nước kia vẫn sống, không chết nha mọi người. Giờ luộc tiếp mẻ thứ hai rồi mấy anh em sang chuẩn bị thưởng thức cái này rồi còn đem về nữa. Để kính lại cho mau chín nha. Đó. Rồi thì tiếp tục sang với mấy đứa sẽ luộc mẻ cua thứ hai. Cứ mỗi mẻ này thì mất khoảng tầm 30 phút thì nó mới chín nha. Nên giờ mấy đứa nó rủ sang là đi bơi. Tại vì ở chỗ này có con suối, chỗ này thì nước không trong lắm, nhưng mà được cái là nước rất là mát với nước rất là sâu. Nên giờ thì mấy anh em mình bơi nha. Bơi cho thật đã đi rồi một hồi còn về ăn cua với lại phát cua cho mấy đứa ở nhà nữa. Bây giờ thì 1 2 3 nhảy. Bây giờ thì sang cho mấy đứa sẽ tắm chỗ này cho mát mát chút cho mọi người. Chứ ngoài đây thì cũng khá nắng á. Cho mấy đứa nó bơi thoải mái thôi. Phút đó mọi người, thì mẻ cua thứ hai chắc cũng đã chín rồi. Nên giờ thì cái mẻ này á là anh với mấy đứa sẽ cố gắng ăn nha. Mẻ đầu tiên á thì mình đã mang về rồi, còn mẻ thứ hai này là mình sẽ chia nhau ra để ăn. Thì mấy đứa ở đây thì nhắm con cua bự như vậy á thì một đứa ăn sẽ được bao nhiêu con? Hai con đúng không? À, giăng ba bốn con luôn hả? Mỗi người sẽ ăn sang theo như sao nghĩ thì mỗi người chỉ ăn được hai con là cùng thôi, tại vì một con một ký mấy lần mà. Nên giờ thì mình sẽ bỏ ra đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. 9 người là 18 con ở ngoài đây để ăn nha. Ăn cho đã luôn, ăn vì công sức mình đã làm trong thời gian qua mình ăn cho đã luôn. Còn số còn lại thì mình sẽ mang về ha. Ở đây thì có 70 con đó mọi người. Thì sang với mấy đứa sẽ ăn 20 con đi, mang về 50 con để tặng ở làng của mấy đứa. Ai có hoàn cảnh khó khăn thì tặng cho mấy đứa nít cho nó ăn nó biết nha. Rồi dở lên nha, có chín chưa? Khui thùng nè. Wow, mẻ này có vẻ là triển vọng hơn mẻ kia đó mọi người. Tại vì mẻ này sang luộc vừa tới, mẻ kia luộc rụt rã quá nên nó rụng hết. Rồi dăng gấp đây 18 con, đặt lên trên trên cái dĩ này. Rồi nhẹ nhàng nha, coi chừng rụng nha. Wow, mọi người xem một con này to, to hơn bàn tay sang luôn nha. Lượng nào đỏ đỏ dăng, con gì đâu mà trắng chạch đây. Có con màu trắng, có con màu đỏ. Ôi, con nó rụng rồi bỏ lại đi. Mình lựa con nào đẹp đẹp ăn cho đã. Nhưng mà trong đây còn cả một nồi to luôn nha. Nên giờ thì cái phần này cũng đem về luôn nha mấy đứa. Rồi để nắp lại đi. Con cua này thì nó bị rụng càng đó mọi người. Do mấy con nào còn sống còn tươi ấy, thì mình luộc nó sẽ rụng càng. Rồi giờ Hùng khui nước chấm đi để chuẩn bị vào buổi tiệc của mình thôi. Để chấm cái món này thì Sang sẽ làm cái món nước chấm từ chai luôn nha. Còn một hồi nước sốt á, để phát cho mấy đứa kia thì mình sẽ phải làm riêng nha mấy đứa. Tại vì Sang với mấy đứa sẽ làm thêm một nồi nước sốt lại.
ở đây thì làm nồi nước sốt thì sợ là mang về không được á, do nó xa nhà nên một xíu về nhà kia thì Sang sẽ làm nồi nước sốt sau. Rồi giờ thì mấy đứa đã sẵn sàng ăn mừng vì mình nhận được tiền của cái kênh Sang TV chưa? Mặc dù nó hơi trễ một chút do là nhận được tiền cả 5-6 tháng rồi mà tới nay mới ăn mừng thì mọi người cũng thông cảm cho Sang ha. Còn cái việc con bò này kia thì mọi người cũng hiểu cho Sang, do cái kinh phí sẽ không đủ để mà mua hết nên mới làm cái video này, nên mọi người cũng thông cảm cho Sang cũng như là cho mấy đứa ha. Giờ thì mỗi người cầm một con trên tay ăn cho đã luôn nha. Rồi bóc đi, anh xí con này nha, ở trên cho nó nguội, còn mấy con dưới nó to quá, nó nóng lắm. Rồi cứ bóc đi, lựa con nào cũng được, cứ con to cũng được. Cái con này nãy Sang để đi ngoài ngâm nước cho nó nguội mọi người, chứ không hồi nó nóng lắm. Mấy con kia thì cũng nguội rồi đúng không? Dạ. Đây, đây là con cua, dở mấy con cua của mấy đứa ra coi. Đây là cua của Hậu này, cua của Quỳnh, cua Dảnh, Hùng này. Rồi đó, con nào con nấy to to không à. Mà đặc biệt Sang nhận thấy một điều từ con cua này á, là mấy đứa biết khác mấy con cua chỗ nào không? Không phải, ở đây toàn là cua cái thôi, đúng không? Dạ. Không có con cua nào là cua đực hết ra mọi người. Đây này, tất cả những con cua mà Sang mua người ta bán cho mình toàn là cua cái thôi nha. Sang đi, Sang nãy giờ Sang lật 70 con thì 70 con cua cái luôn, không có con cua nào là cua đực hết cả. Có lẽ là cái loại này nó chỉ có con cái thôi nha, không có con đực nha. Đây mọi người xem đẹp không? Giờ thì khui đi. Rồi giờ mấy đứa khui đi. Hậu khui chứ. Hey, khui cái mu, khui cái mu. Đặt lên đây Dảnh. Rồi cứ tắt cái mu ra đi. Tắt cái mu trước. Hình như là cái này là phải đập mình sao? Tắt được không? Được không? Cứng lắm hả? Ừ, bẻ cái đó đi, bẻ như Hùng này. Tắt đi mấy đứa tắt thử ra được không? Con này cái mu nó ôm vô quá mọi người, không biết là tắt làm sao đây. Cái này nó ôm sát vô luôn. Rồi bẻ cái đó yếm bỏ. Được không? Ăn cái con này cũng khó mọi người. Đó đó, Hùng rượt ra đó. Cứ chừng nó đổ nha. Nghe nói là cái con này gạch nhiều lắm á. Ui, có cái gì không? Ơi, từ. Ui, không có đem cái muỗng rồi. Kệ đó. Đây này, cầm đi. Mình bóc móc bằng tay mình ăn luôn được. Có gạch không? Ui, đây gạch nè mọi người. Mọi người xem gạch đặt phía trong luôn. Thôi tách giùm cho mấy đứa nhỏ đi. Cái con cua nè mọi người, thì mấy đứa nó tách rất là khó khăn nha, tại vì cái mu của nó rất là cứng, nên Sang dùng cái này sẽ đập. Tại vì nãy mới xem mạng á, là ăn con cua này phải đập cái mu nó như vậy. Được không? Dảnh được hả? Đây này, Sang đập bể cái mu nó ra luôn nha. Gạch nè mọi người thấy không? Ui, nó bao hết cái mu luôn. Phải như anh nè. Mấy đứa lỡ tách thì thôi, con sau rút kinh nghiệm nha. Sang thì lần đầu ăn con này thì cũng chưa có kinh nghiệm truyền lại cho mấy đứa. Đây là phần gạch của nó mọi người. Giờ thì cua của mấy đứa đâu? Rồi dơ lên. Bây giờ thì hôm nay là một ngày mà mình ăn hoành tráng nhất trong kênh của mình từ trước tới giờ luôn đúng không? Dạ. Nên giờ thì cứ ăn cho thật đã đi, về còn nhiều công việc lắm, là phải phát cua này kia nữa phải không mấy đứa? Dạ. Bây giờ thì Sang cùng với mấy đứa mời tất cả mọi người ở đây ăn cua cùng với mấy anh em Sang. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho cái kênh TV của Sang. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mặc dù hôm nay ăn mừng hơi trễ một chút nhưng mà có rồi đã ăn không đúng không mọi người? Thôi mời cả mọi người rồi ăn đi mấy đứa ơi. Rồi cứ ăn đi. Đây nè mọi người xem cái phần gạch của nó nè. Đây mời cả mọi người nha. Ngon. Đáng quá. Mình bóc phát là trống nó hết luôn cái mu đó mọi người. Và đây là cái phần gạch này. Đây, mình bỏ cái này ra nha. Cái này là cái gì? Cái phía dưới đây thì mọi người có thể thấy là cái phần gạch màu đỏ không? Giờ mình ăn thì mình được. Nè, sẽ bóc nguyên cả cái cục gạch ra mọi người thấy không? Nó có màu đỏ đỏ nha. Cái con này ngon ghê luôn ha. Dạ. Sang đã ăn con tôm hùm rồi, ăn con cua hoàng đế rồi. Hai con đó thì cũng khá mắc đó mọi người, nhưng mà con này thì ngon hơn nhiều so với con đó. Gạch rất là nhiều luôn, mà rẻ hơn nhiều đó. Đáng ra cái này ăn lắm thì phải có cái muỗng để múc, nhưng mà ra ngoài đây thì ăn ngoài đồng ngoài ruộng thì bóc bằng tay ăn mới ngon. Nhưng mọi người không thông cảm đâu. Ừ,
gạch không là gạch luôn. Phần trên của nó là đầy gạch, đầy ắp gạch luôn mọi người, không có chỗ nào mà không có gạch hết cả. Đây là phần thịt đó này. Cái này nói chung ăn khỏi ngoài chấm luôn, do nó mặn sẵn á mọi người. Còn chấm nữa sao không biết là nó có mặn hay không, mà cứ như vậy là ngon rồi đó. Để cắt cái phần càng này ra coi cái thịt rơi không nha. Ui quá trời thịt luôn. Đây là phần thịt của nó nè mọi người. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới ăn hết được một con nha mọi người. Giờ thì no chưa? Chưa no mấy, có đứa no thì có đứa chưa no đúng không? Nên giờ thôi mình ăn tiếp một con nữa nha. Ăn cho đã mà thôi, giờ mọi đứa bóc một con đi. Thôi thoải mái. Nay thì ăn cho ngán con cua này luôn mà mọi người. Đây, cái con này thì có cái mai cua đẹp lắm nha. Giờ đừng có tách như hồi nãy nữa, lấy cái đồ đập đi. Dạ. Mấy đứa đập đi. Đây này. Giờ thì không tách nữa nha mọi người, mà phải đập cho nó bể nát ra. Nè, đập đi. Lấy hai con cua đập vô cũng được. Đây, đập như thế này thì mọi người xem cái phần vỏ cua nó bể ra nè. Đây là phần gạch cua phía trong nè mọi người, nó bao hết con cua luôn nha. Sẽ tách ra hết cho mọi người xem. Ui, gạch cua phía trong đầy luôn. Nó bao lần tận ra phía ngoài đây nè mọi người. Đập nát hết chưa mấy đứa? Phải đập như ra, như cái bề ra thì nó mới lú được cái phần gạch ra. Bóc cái này ra để giữ lại cái phần gạch cho nó nha. Đây, đây là cái phần mu cua mà Sang vừa mới tách ra nha mọi người. Nó dạng như là có một cái lớp da phía sau rồi đó. Mấy đứa xong chưa? Xong rồi hả? Rồi bóc ra đi. Cô mấy đứa đâu? Con cua này mọi người thì có con gạch nó rất là khô, rất là đẹp. Có con thì gạch nó nhão ra như thế này nè. Nhưng mà nhão là khô thì cũng ngon đúng không mấy đứa? Dạ. Thôi giờ thì mỗi đứa cắn một cái đi, cắn từng theo dòng nha. Rồi dăng mời cả mọi người cắn đi. Dạ, có 10 tất cả mọi người. Rồi cắn cho mọi người coi. Rồi tới sau. Cắn như sâu vậy mới đã. Béo không sao? Rồi ăn đi Minh. Rồi ăn đi Tâm. Đó. Cái phần mu phía trên nó mềm lắm mọi người. Rồi ăn đi. Rồi của hậu khô nè. Đó. Cắn như hậu này. Đâu cho anh coi coi. Đó mọi người thấy không? Phần gạch phía trong rất là mềm luôn nha. Còn đây là tới con cua của Sang. Cua của Sang thì mềm phía trong này. Cái này thì Sang phát hiện một điều là cái con nào mà nó màu càng đỏ thì gạch nó khô. Còn con nào mà màu trắng trắng thì gạch nó không khô mấy nha. Cái này thì mình cắn luôn cả phần mu á. Bây giờ Sang mời tất cả mọi người cùng Sang cùng với mấy đứa mình ăn hết số cua này nha. Thôi mời cả mọi người nha. Mình cắn luôn nè. Nó béo cực kỳ luôn. Nó béo mà nó mặn mặn nha mọi người. Đây Sang lột ra luôn nè. Phần gạch nó phía trong. Con này mà ăn hết cái phần gạch của nó hai con rồi. Ngán luôn chứ đã gì. Vậy mà nãy Văn nó kêu nó ăn được 4 con. Con này ăn 2 con là sợ luôn á mọi người. Cua thì nãy giờ mấy đứa ăn đã chưa? Đã. Mỗi người 2 con là ăn no nê luôn mọi người. Ăn mà phải gọi là ngán luôn á. Nên cái số còn lại này á thì Sang với mấy đứa cũng chưa đụng vào, cũng chưa ăn nha. Thì dự định ban đầu của mình á là hôm nay mình bỏ số tiền này ra. Đầu tiên là ăn mừng với lại là mua cua cho mấy đứa nhỏ mà nhà có khó khăn ở dưới làng để tặng cho mỗi đứa một con đúng không? Để cho mấy đứa ăn cho biết, tại vì ở dưới quê Sang thì đâu bao giờ mà có loại cua này để mà ăn đâu. Nên hôm nay thì cũng nhờ sự góp ý của mấy đứa nên Sang quyết định là sử dụng cái số tiền để làm cái video này. Nên mọi người cũng thông cảm nha. Còn bây giờ thì cái số cua này thì mình làm gì mấy đứa? Mang về phát nha. Số cua thì Sang bỏ vô thùng mút đây nè, đóng gói sạch sẽ nha mọi người. Giờ thì mình sẽ mang cái số cua này đem về dưới làng của mấy đứa, rồi bắt đầu là bỏ vô từng hộp rồi mang đi phát nha mọi người. Cái cua này thì
mọi người cũng thông cảm là không nguyên vẹn được, do mình luộc nó sẽ rụng, càng rụng này rụng kia ra. Bên đây nó rụng ra khá là nhiều luôn mọi người, nó không còn nguyên luôn. Bây giờ đậy nắp lại đi mấy đứa ơi. Rồi giờ mình đậy nắp lại cho nó kín kẽ nha. Cái này thì Sang cũng đã rửa rồi. Rồi giờ thì Linh, mình đi về thôi. Sang với mấy đứa bao nhiêu đây, chỉ ăn được khoảng tầm mười mấy con à, không ăn được nhiều đâu. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ mang cái số cua này đi về và bắt đầu là phát cho từng đứa ở nhà nha. Sang với mấy đứa cũng vừa mới đem cái số thùng cua của mình mang về làng của mấy đứa rồi nha mọi người. Giờ thì ngày hôm nay á, cái số cua này mình có rất nhiều phải không mấy đứa? Mình ăn chỉ có 20 con thôi, còn lại là 50 con đúng không? Nên Sang với mấy đứa sẽ phát cho toàn bộ những người mà trong làng của mấy đứa, nói chung là mấy đứa nít á, thì Sang sẽ phát, hoặc là người lớn á, mà khó khăn á, thì Sang sẽ phát cho họ ăn thử xem là cái vị của con cua này như thế nào, đúng không? Và vì bao nhiêu đây thì mình ăn cũng không có hết, nên mình chia sẻ cho những người khó khăn hơn mình đúng không? Giờ thì để phát thì Sang có chuẩn bị đây cái hộp rồi. Hùng lấy một hộp đi, tặng cho nhà nhóc mẹ nhóc sau một hộp nha. Rồi khui. Mọi người xem là về đây cái con cua vẫn còn nóng nha. Rồi đưa cái hộp đây. Rồi giờ thì con này thì cho mẹ sau một con nha. Chú Hà, nay chú Hà xây trên đây hả? Đây là chú Hà đang xây nhà cho nhóc sâu nha mọi người. Rồi cho một cái bịch sốt luôn, rồi đem vô trong nhà. Đây đi 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 sau đi sau. Đây là một con cua với một cái hộp nha mọi người. Rồi tặng cho nhà nhóc sâu một con. Đây cô, rồi đem vô cho mẹ đi. Tặng cho mẹ một con cua cho mẹ ăn nha. Rồi đi sau ơi. Dạ. Cứ tách ra là ăn rồi cô. Rồi đi sau. Tặng cho mẹ gia đình nhóc sâu một con nha. Sâu thì ăn rồi, nó kêu nó ngán quá. Thôi giờ mình tiếp tục đi, đẩy đi, đẩy đi mấy đứa ơi. Rồi rao đi. Tới đây thì Sang ghé qua nhà của nhóc Tấn nha mọi người, để cho nhóc Tấn hai con cua biển. Tấn ăn cua biển không? Lấy cái hộp đi, lấy hai cái hộp đi cho Tấn. Lâu lắm rồi Tấn nó cũng không đi quay với Sang, tại vì không rồi. Rồi đây 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 đây. Rồi lấy nước xốp đi mấy đứa ơi. Đây cho Tấn một con to luôn mà nó bị rụng cái chân nha. Càng không? Cho hai cái càng. Rồi cho Tấn nè. Cái này thì còn nóng á Tấn, còn ăn được á Tấn. Còn nóng á khỏi phải luộc lại. Còn cái nè. Rồi lấy thêm một hộp nữa. Chín lại lấy là chín. Chín. Chín lại lấy một hộp nè, cho chín một hộp nè. Rồi. Từ từ cho nó cho chín cái càng nè. Rồi. Rồi cho chín một con với một bịch nước sốt nha. Rồi ăn đi, thôi. Đi tiếp 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 tục. Về luôn, về luôn. Cái đội này của Sang á, đi tới đâu cũng khá ồn ào mọi người. Ở đây thì em của Quỳnh với lại em Thái này. Rồi lấy 5 cái hộp mấy đứa đây. 1 2 3 4 5. Rồi cầm cái nắp cho nè. 5 hộp. Rồi. Cái này thì phải đậy nắp lại cho nó nóng nha mọi người. Rồi. Một bịch sốt. Rồi đặt ba luôn. Rồi Thịnh cứ cầm cho em đi Thịnh. Con cua to coi chừng em làm rớt Thịnh. Rồi, một hộp nữa. Cho cái càng. Đây thêm một cái càng nữa nha. Rồi, Thịnh nè. Cầm nha, đừng làm rớt nha. Rồi, chút nè, chút nè, cầm đi chút. Rồi, cảm ơn Sang. Chắc không đủ sốt rồi quá. Cái này thì mấy con người ta mới dùng một bụi sốt mà thôi mọi người. Ui, cái con này đẹp ha, còn nguyên dạng luôn. Rồi. Đem vô nhà đi, đem vô nhà cho ba ăn đi. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi hả? Rồi đậy nắp lại. Rồi đem vô nhà đi. Cho nhà ba đứa nhỏ, ba con nha mọi người. Rồi đem về nhà đi. Được không? Rồi tiếp tục. Giờ Sang với mấy đứa lại tiếp tục đi nha. Phát khi nào hết hai tuần này thôi. Rồi đẩy vô nhà của ấy đi. Hai người luôn hả? Rồi dừng lại cho mát, dừng lại. Mấy mấy đứa hai đứa đúng không?
Rồi mở nắp. Lấy hai hộp. Cầm. Hai hộp cao không? Không. Chỉ một cái càng. Cái nước sốt me đó là phải nấu lên nha Hùng. Đấy. Rồi từ 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 để đây cho con to luôn nè, từ 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 từ. À trời ơi to. Rồi. Rồi đây hai con nha mọi người. Đâu, hai đứa nít hả? Nè. Ủa ba đứa, bốn đứa mà, ba đứa. Rồi. Nè đưa cho ấy con to nè. Cha không cầm nổi. Cô cầm nổi không? Cầm nổi cho mình sao? Cầm nổi con. Cho nó rớt. Đây còn một đứa nữa, lấy một con nữa, lấy một con nữa. Đây đây. Đó, rồi. Rồi đưa luôn đi Minh. Rồi. Ăn cho biết. Rồi tiếp tục, tiếp tục. Dạ. Rồi mở ra. Rồi, con này là cua nước ngoài. Không phải cua biển. Rồi cho. Rồi. Dạ, rồi. Cái này đâm muối tiêu chanh chấm nha cô, tại vì hồi nãy có nước chấm mà rồi. Rồi. À, có nước chấm mà hết rồi nên thông cảm. Thôi để nó đi tiếp mấy đứa, né vô xe tải tới kìa. Rồi tiếp tục đi. À, ở đây thì có ba nhóc luôn nha mọi người. Nên bây giờ thì rồi khui ra, gấp ba con tiếp. Rồi đây một con. Rồi là một hộp nữa. Rồi đưa luôn đi. Nè nhận đi. Cho nhóc này một hộp nha mọi người. Con này nó bị rụng càng, lấy cái càng đi. Rụng chân rụng càng, không có chân đâu, có càng thôi. Đây hung 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 hung, cho đủ càng hung. Rồi. Rồi cho ấy một cái. Rồi. Cho ấy một con nữa. Rồi, về đi. Rồi tiếp tục. Rồi đi đi, đi thôi đi thôi. Cua không? Ăn cua không? Ăn hả? Lấy một con cho ông. Rồi rồi rồi. Rồi. Mở. Đây cho ông một con, cho đứa nhóc này một con cua to luôn nha. Rồi đây con này khá to á. À, vậy nha ông, cái này đâm muối ớt, muối ớt chanh chấm. Còn có nước chấm mà con cho hết rồi nên nói. Rồi. Dạ dạ không có gì. Rồi tiếp tục. Con này còn nóng không? Ăn liền thì được, nếu mà để tới chiều thì phải luộc lên mới ăn được nhau. Nó còn giờ thì nó còn nóng á. Rồi đi, để tiếp đi. Rồi tiếp tục đi. Rồi dạ, không có gì chị ạ. Rồi tiếp tục đi mấy đứa ơi. Rồi toàn này, mắc bị gì vậy? Bị cây chọt hả? Đi cẩn thận nha, rồi cho toàn một con. Nè, ấy, Tường. Rồi đưa một bịch nước sốt cho nó đi, hai con chung một bịch cũng được mà. Rồi, rồi cho Tường một con nè. Con này khá to luôn á. Rồi, cảm ơn anh Sang luôn hả? Giỏi. Nè, ấy nhỏ nhỏ tên gì? Cây. Cây. Cây, cây. Cây. Rồi đưa cho Kỳ một con. Cua này Kỳ ơi. Nhỏ quá chẳng biết rồi, đi cầm vô cho nó. Vậy là từ nãy tới giờ Sang với mấy đứa cũng đã đi vòng hết xóm của mấy đứa và phát những con cua tới tay những người mà nói chung là có những hoàn cảnh khó khăn ở vòng vòng xóm mấy đứa để cho họ ăn một lần cho biết nha mọi người. Thì ngày hôm nay Sang đã bỏ ra số tiền là 40 triệu 200 ngàn của kênh Sang TV mua hết toàn bộ số cua luôn. Thì số tiền của kênh Sang TV thì Sang đã sử dụng hết rồi nha mọi người, không còn 1.000 nào nữa đâu. Và còn việc cái năm sáu con bò của mấy đứa nhóc còn lại ấy, thì có lẽ là Sang phải để dành từ từ rồi Sang sẽ mua cho mấy đứa sau. Clip ngày hôm nay thì Sang làm ấy, cũng nói chung cũng rất là buồn vì đây là số tiền cũng không phải nhỏ, bỏ ra mua vậy ấy, thì cũng rất là uổng luôn. Nhưng mà làm cái công việc này ấy, thì có quá nhiều người nói này nói kia ấy. Nhất về vấn đề tiền bạc thì rất là khó giải thích nên Sang làm video này, mong mọi người cũng thông cảm cho Sang. Còn bây giờ thì Sang đang trên đường đi về nha mọi người.
clip của Sang ngày hôm nay có lẽ đến đây thôi. Sang mong mọi người hiểu cho Sang qua cái video này rằng Sang cũng không muốn giấu tiền, giếm tiền gì đâu. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang nha. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.